Hello, welcome back to my channel Start Again Go. Các bạn cùng mình phá từ cái đầu tiên nha. Chuẩn quét internet. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Sắp với số phần. Thank you.
So, va a ver de mí, se chuen, sana que te va. Đây thì các bạn sẽ dùng cờ lê phá vỡ như này. Rồi. Thứ hai. Ok. Thứ ba. Trong ghế này. Rồi, sau đó thì mình sẽ quay về vị trí cũ, tìm một thứ, đó chính là Green Acryl, xem nó đang ở đâu.
đồ đó quanh đây thôi. Đây rồi. Sáu bảy một tám, ok. Thank you.
Okay, let's go. Driving me crazy. How could they have run away again, huh? Well, these tubes don't take them very far. They're actually still inside my factory. Okay, và mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Let's go. Wow, đâu? Oh my god. Sao bị đẩy ra biển. Xem đây là gì. Con dao. Ok. Vẫn rồi. Tài thật. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Horokla. Chapter 2. Phần 2 từ game này, đó là các bạn sẽ phải tìm cách để phá hủy nơi này. Một tấm gỗ. Và mình sẽ đi xem trong này xem có gì không. You don't want. Mình sẽ
tìm cách để mở cái cửa đá ra. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Little Hope, Play Hope. Let's go. No. Tiếp tục là Lisa Man. Let's go.
Then you go là một con Access voi granted. Penny! No! Một con thằn lằn. Và bây giờ thì mình sẽ phải tìm cách để mở những cái cửa nó ra. Thiếu mất bộ đồ này. Cần phải có một cái gì đó. Missing hand này. Missing hand wrench. Rồi, và tiếp tục tìm kiếm tiếp. Đây là một nơi khá là rộng. Đây, các bạn sẽ phải tìm kiếm rất nhiều thứ ở trong này. Cái kéo này, một con kiến này, rất là nhiều. Đó, các bạn mỗi lần bật lên, sau đó thì sẽ tìm kiếm và nhặt nó lên. Và cứ như thế, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Ok. Đây quá. Hey, where are you going?
Oh my gosh. Chỗ này thông với chỗ kia. Wow. Chị đây. Xem mình lấy rơi chiếc khóa đó ở đâu. Đây rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.